Hiện nay, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng số ca mắc ở trẻ em như cúm A, sốt virus, thủy đậu. Để dịch bệnh không bùng phát, lây lan trong trường học, đảm bảo cho trẻ được học tập trong môi trường an toàn, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận tại nhiều trường mầm non trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, thời gian qua có một số học sinh phải nghỉ học do mắc một số bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, do kịp thời phát hiện những trường hợp trẻ mắc bệnh và cách ly, đồng thời thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp học, nên dịch bệnh đã không lây lan, bùng phát. Đầu năm thì nhà trường cũng có một số lớp, có một số cháu cũng không nhiều, khoảng tầm 10%. Các cháu bị mắc bệnh thủy đậu thì nhà trường cũng đã phối hợp với các bậc phụ huynh là cho các cháu được cách ly kịp thời, không cho các cháu tiếp xúc với những cháu mà chưa bị lây bệnh, và phối kết hợp là cho cháu ăn chín uống sôi, vệ sinh sạch sẽ các cháu bằng cách là rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn. Hiện tại thì thời điểm giao mùa thì cũng có rải rác một số trẻ bị ốm sốt phải nghỉ học, thì nhà trường đã có công tác chỉ đạo với cán bộ giáo viên nhân viên là chăm sóc tốt cái sức khỏe cho trẻ, thường xuyên tổ chức cái dọn vệ sinh, tổng vệ sinh trong trường lớp, lau nhà để khử khuẩn và rửa đồ dùng đồ chơi. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 39 trường mầm non và 55 nhóm trẻ tư thục với trên 18.000 học sinh. Trước sự gia tăng của bệnh truyền nhiễm, các nhà trường đã chủ động trao đổi với phụ huynh, nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ mỗi ngày để thực hiện cách ly điều trị kịp thời những trẻ mắc bệnh. Ngoài ra, nhà trường cũng thường xuyên vệ sinh cá nhân cho trẻ, vệ sinh trường, lớp học, đồ dùng bán trú, đồ chơi trẻ em, đảm bảo an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Trong cái thời tiết tình hình vừa rồi thì là vào mùa đông nên là dịch bệnh nhiều, các con cũng ốm nhiều. Thì nhà trường đã có một số cái biện pháp như là phun thuốc diệt muỗi vào chủ nhật hàng tuần để phòng tránh muỗi. Và hiện tại trên các lớp học là mỗi lớp sẽ có một đèn sông tinh dầu và một đèn sông đuổi muỗi để phòng tránh muỗi cho các con. Và vào mùa đông thì thời tiết lạnh thì nhà trường đã bố trí là mỗi lớp là hai điều hòa hai chiều để cho các con có thể ấm hơn ở trong lớp học. Ngay từ những cái tháng đầu mùa thì chúng tôi cũng đã có văn bản chỉ đạo đến các nhà trường, và đặc biệt là phối hợp trong cái việc là giữa chăm sóc nuôi dưỡng ấy, ăn uống ấy, với đồng thời với cái việc là để phòng chống bệnh cho trẻ. Và ở đây thì luôn chú ý các cái khâu vệ sinh trường lớp, rồi là vệ sinh cá nhân, để làm sao mà đảm bảo cho các cháu là luôn sạch sẽ, đủ ấm và ăn uống đầy đủ để các cháu phòng chống bệnh tốt, đảm bảo về cái sức khỏe. Sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, sinh hoạt tập thể tại trường học là nguyên nhân khiến học sinh, nhất là trẻ ở bậc mầm non, dễ bị mắc bệnh. Vì vậy, việc chủ động phòng chống dịch bệnh tại trường học cần được tăng cường và thực hiện một cách thường xuyên.